bắp bò thấm. Đã đến lúc lên lửa rồi đây, những củ hành tím nướng sẽ khiến cho bắp bò thơm lừng và nước dùng lẩu thêm ngon ngọt. Cho hết phần cơm gạo lứt nguyên hạt và đã xay nhuyễn vào, nhớ khuấy đều tay cho gạo xay tan đều trong nước lẩu nhé. Ôi, tất cả tâm tư của người nấu đã truyền vào nồi lẩu thì hỏi làm sao mà không ngon. Hãy cùng thưởng thức bằng mắt trước đã. Nước dùng xanh xánh, hạt gạo lứt vẫn còn lớp vỏ nâu bóng và những sớ thịt bò xèn chút gân mềm trong. Ai còn bảo món ăn của người tiểu đường là không ngon? Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào đại tiệc khoai lang và gạo lứt. Xin mời. Khoan, bên đây ngồi coi thôi nha. Đó là giá trị của sự chiến thắng. Yeah. Đây, món đầu tiên, khoai lang nghiền ăn với bò. Ngon lắm. Cái khoai lang á, nó bùi. Thịt bò mềm thơm. Cao Cương, khổ tâm thiệt chứ. Nó mềm mà cái vị vừa cắn vô cái nó thấm, nó thấm liền anh. Ngon quá này, chắc chất dinh dưỡng nhiều quá. Em sợ nó chạy vô người em nhiều, em bị tăng cân. Cái nào giảm cân nữa. Nhai không muốn nuốt. Ngon muốn nhai hoài. Chị nói sao? Ở nhà mới thuê được ăn thịt bò không, tại nó mắc tiền lắm. Mày ở đây được ăn á, em cảm thấy vui lắm. Nhưng mà mình ăn rồi mình mới hiểu cảm giác mà nhìn miệng khó chịu. Khó chịu không mọi người, xin lỗi nha, nếu như điều đó là mọi người bức rứt. Đang lao. Em ăn cái này cho họ sợ em. Cứ ăn đi. Ăn dữ vậy kìa. Ngon không? Ngon. Sao cảm giác sao? Ngon sao ngon lâu nhìn đó, tưởng là món Tây. Nhưng mà Từ từ thôi, nuốt bây giờ. Nuốt rồi nói. Ăn kỹ nó, đây là khoai lang. Khoai lang món ta nha. Khoai nó mềm, mà cái quan trọng là nghe cái mùi dầu dừa. Rất là nhạy, ngậy lên luôn, ăn rất là béo. Ngậy là sao? Béo ngậy là giống em. Ủa em đâu béo đâu, em mập. Người ta là mập ngậy. Thịt bò mềm nữa, không có bị khô. Đây, bây giờ cái món thứ hai, món này là món gọi là món gì kiệt nè. Trời ơi, món này hả? Canh kiểm thơm. Canh kiểm thơm là cái gì? Canh kiểm tôm. Canh kiểm tôm cái gì? Bởi vậy tao nói hả, cái người mà ở bển cảnh là nó vậy đó. Kệ tôi bển mà tôi được ăn. Tự nhiên dồn quá giống như tôi bị tiểu đường đúng rồi. Trời ơi, con tôm miễn tập tạ sao thịt nó dai nhách hả? Nè, lẽ ra là canh kiểm là người ta nấu với nước cốt dừa. Nhưng những người bị bệnh tiểu đường thì ăn nước dừa là không có tốt. Nên đã chuyển qua nấu bằng sữa tươi đấy. Em thiếu sữa, em cần sữa. Chị vung cho em một giá nước uống. Nói nè nè nè. Trời ơi, con tôm nè. Con tôm béo phì. Thì cái chén bệnh bị dơ kìa, đổi đi, đổi. Ê, ê, mình giữ giá. Thôi em ơi, em giữ giá. Em giữ giá. Em ơi. Tém tém lại cho em. Giữ thể gì chút xíu đi. Chứ sao không ngon lắm, tại dưới quê á mà tép mà nấu nước cốt dừa đã ngon mà sữa nó kinh. Nói gì thì nói, lẽ nào mình có một miếng ngon mà để bạn bè phải nhìn. Đúng, đúng rồi. Đúng không? Là chứ vậy. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Bây giờ có một trò chơi nhỏ nhỏ như sau. Dạ. Từ em giữ giá trị chút xíu, bỏ xuống. Các bạn trong vòng 10 giây làm sao một lúc ba người này đều cười hết thì được ăn. Đúng. Nghề của mình mà khó khăn đâu. Đúng rồi. Những hai mà sợ làm nó cười. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Em làm đi em. Em. Thôi không làm, em máy lạnh lắm, máy lạnh mới công bắn ra này kia ta cười. Dạ, mày máy lạnh là sao? Nhăn răng là cười một rồi đó, đó cười. Đó, ba người cười cùng lúc kìa. Miếng ăn đâu phải đơn giản. Nhưng mà cái bà chị taxi này nè. Còn bà chở ở đó, bà chở là bà Xuyên nữa. Ừ, Xuyên ăn đi, Xuyên ăn cho hắn gấu lên. Bà Xuyên là thuộc dạng là Hồng Hài Nhi sinh ra. Hết giờ, cơ hội cho qua. Ngon quá à. Biết làm không được, không làm chi vậy? Xuất sắc chứ ngon cái gì chị, xuất sắc. Đây nè. Delicious. Đây nè. Ôi. Cái này người ta gọi là lẩu gạo lứt bắp bò đấy. Cái này ăn sao anh? Cái này là múc bỏ vô miệng húp. Nè, trời ơi. Trời ơi, bắp bò mà đi hầm, trời ơi. Không, cái đầu tiên cảm nhận là nó rất là thơm. Đúng rồi, đúng rồi. Đói cho sạch, rất cho thơm. Bắp bò là vốn dĩ đã thơm rồi. Gạo rồi, hạt sen rồi, trời ơi, lạ, hương vị quá lạ luôn á. Không, cái này ngon thiệt, ngon thiệt.
nó thành á. Cái gì cũng thiệt á, nãy giờ mấy cái thiệt rồi đó. Cái nào cũng thiệt, anh nào cũng thiệt á. Em biết tại sao anh không lấy cái này anh múc không? Sao vậy anh? Bởi vì nói thật nè, này bây giờ cho anh mượn cái muỗng của em nha Kiệt. Mình múc cái này thì mình thấy nó đơn giản, một món ăn đơn giản. À có miếng thịt bò không biết. Còn khi mình múc cái này đó em hiểu không? Nó tràn về đó em. Tràn về đây thì chẳng khác nào mình giết họ. Đúng không? Chẳng khác nào mình giết họ. Thôi thì giết đi em ơi. Anh thích em bông cài bông đẹp không? Đẹp quá trời. Nè đấy này là để ăn chung. Em cài bông đẹp không? Cũng quan tâm bên ở đây nè, bên có mỹ nhân bên này nè má. Bên này nè. Muốn ói luôn á. Nó tràn về, thịt vào nó tràn về á. Nó ồ ạt vào trong đầu em nè. Đó. Sao chuyện gì vậy? Sao vậy chị? Hạnh phúc có chuyện gì có chuyện gì em cảm thấy là nếu như mà không ai mà chưa ăn cái món này đó là mất nửa cuộc đời à. Thịt bò khi mà vô miệng á nó tan chảy luôn. Tôi không tin, không bao giờ tôi tin cái điều đó. Ủa chị nói là phải cho người ta tin chứ không tin. Nói cho sạch rất cho thơm em. Nói gì thì nói. Thôi bỏ đi đừng cái kiểu đó nữa. Cần mượn chén. Chén vô để làm gì. À sao cảm giác sao ngon, cái nước rất là ngọt. Nước ngọt, cái sự đặc biệt là cái thịt bò nó đã ngọt rồi mà nó kết hợp với cái hạt sen á và cái gạo lứt á thì nó hòa huyện, nó tạo nên một món ăn vô cùng tinh tế và thú vị. Cái sự này là gọi là sự sung sướng. Cho ăn miếng đi anh. Ngon thiệt. Cho ăn miếng đi. Không chứ để bỏ uổng anh ơi, phí lắm á. Thương lắm, muốn cho ăn lắm. Thiệt, anh không thể nào phá vỡ đi những cái nguyên tắc. Sống tình cảm anh đừng có sống nguyên tắc anh ơi. Thơm thiệt á, anh nói thật lòng luôn nè. Thôi đâu thơm, trời ơi, mấy cái này gì đâu. Để gọi là kích lệ tinh thần những người quá tuyệt vời chiến thắng ngày hôm nay. Dạ. Món ăn 3 phút sẽ được chế biến ngay tại đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Wow. Và đầu bếp xuất hiện ngày hôm nay đó chính là đầu bếp Võ Hoàng Nhân. Xin mời. À, chào anh. Chào anh. Phải không anh? Chào các bạn. Anh ơi. Nhân, anh nhớ em không anh Nhân? Không quen rồi đó. Hồi nãy là trong vòng quá trang đó. Anh ơi. Tụi em thắng, tụi em là người thắng. Thắng. Anh với anh. Đây là bạn, đây là thù. Ok. Vậy là bây giờ mình phải thay đổi cái không khí chút được. Xíu. Thì bây giờ đến cái phần món ngon 3 phút thì Nhân sẽ giới thiệu cho các bạn salad khoai lang nghiền với lại gà nhúng me. Gà nhúng me hả? Gà trời chết me. Em rồi, món gà là món ruột của em. Nè, để kể cho em. Gà, cái thịt gà thì nó rất là dễ ăn, phổ biến. Mà me thì nó chua. Chấm vô. Làm đi. Đây, bây giờ chúng ta bên để... Bên đây nè anh, bên đây nè anh. Để xuống. Cái nước me là cái quan trọng nhất. Mình cắt nhỏ ra, mình ướp với một ít dầu dừa, với một ít gia vị thông thường. Rồi thường mình để vậy là bao lâu anh? À, khi nào tụi anh ăn xong là hết em. Thì em hỏi chơi, biết về làm. Mình nhúng cho nó tái hơn. Đúng rồi, trong lúc này thì mình trộn. Trộn salad á nè. Dạ. Anh làm, anh cứ để bên đây hoài, bên kia ăn mà anh để bên đây anh làm hoài. Cái này là cái sụn gà. Sụn gà mà tên tiếng Anh gọi là quesadilla. Đó. Cái này là hành trẻ nè. Cái này là cần tàu. Hành trẻ. Tôi nói sai mà tôi vẫn được ăn. Chẳng nói gì nói. Tôi được ăn đúng mà. Rồi. Cái này tôi gọi là chicken. Chicken me. Gì? Thôi, chicken me. Trời thân.